trạng thái bình thường á, là người bình thường thì các bạn sẽ không thấy được mommy long neck. Ba lần. Lần 2 đúng không? Lần 2 vẫn thấy các bạn ơi. Lần 2 vẫn thấy. Rồi, chung nhỏ còn một vòng nữa đúng không? Còn một vòng nữa. Ôi, 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 cái bóng chung nhỏ đâu? Thấy không? À. Cái bóng của chung nhỏ mất tiêu. Sinh đi. Ok, lần 1 chung sinh vẫn thấy nè, chung sinh ơi. À, nè, chung nhỏ coi à. Ôi, ấy em lần thứ 2 mất rồi Trung Sinh ơi. Ủa sao cái gương. Ôi các bạn nhìn thấy không? Trong cái gương nó hiện lên cái chữ Mommy Long Neck, các bạn thấy không? Cái trời mưa này nó sẽ khiến cho cái âm khí nó sẽ tăng lên và anh em của tụi mình tỷ lệ họ sẽ quay được Mommy Long Neck các bạn ạ. Tại vì cái khúc này là cái khúc mình vừa bấm mới quay luôn anh em. Từ. Các bạn ơi, các bạn có đang thấy là ở trong cái căn phòng của mình á, là nó cứ sáng rồi tối không các bạn? Tự nhiên mấy cái đèn này nó cứ sáng rồi nó tối các bạn ơi. Nãy giờ 10 phút rồi các bạn. Bây giờ nó đỡ rồi đó các bạn. Hồi nãy là ban đầu á, là nó bị tối hẳn luôn. Cái xong rồi nó sáng lên, nó bị tối hẳn, nó sáng lên. Cái xong rồi khi mà mình bấm máy quay cho các bạn á, các bạn biết là hồi chiều này là mình cùng với Trung Nhỏ và Trung Sinh là làm một cái nghi thức để mà gọi Mommy Long Legs nhưng mà không thành công. Và tự nhiên đến tối này thì ở trong cái deep web của mình nó gửi về một cái tin thư về cái câu chuyện con mèo các bạn ơi. Hôm qua mình tìm được con mèo các bạn. Các bạn biết con mèo nó chạy đâu không? Con mèo nó chui vô đây nè các bạn. Nó chui vô bàn thờ ông địa của mình rồi các bạn ơi. Ủa, đó. Con cái của em. Rồi. Đúng rồi. Lấy cái chén đi. Lấy cái chén xong rồi ấy cái tàn nhang nè. Lấy đi. Lấy cái chén rồi lấy cái bộ. Nó đâu vậy? Ừ nó. Có các bạn thấy mèo không các bạn? Đó. Đây bây giờ ngày hôm nay là mình, nếu mà các bạn chỉ để một cái trạng thái bình thường á, là người bình thường thì các bạn sẽ không thấy được Mommy Long Neck. Nhưng mà anh em của tụi mình á, là muốn
xem Mummy Long Leg ngày hôm nay bằng chính mắt bình thường của mình đúng không các bạn ơi. Các bạn biết là mọi khi anh em của tụi mình á, là thấy Mummy Long Leg đó là bằng qua camera đúng không các bạn. Mà ngày hôm nay hả là anh em của tụi mình sẽ canh Mummy Long Leg. Và anh em của tụi mình sẽ xem đó nha. Rồi, và các bạn thấy là anh em của tụi mình để cái gương ở chỗ đó không? Không phải là tự nhiên khi không mình để cái gương đâu các bạn. Và các bạn biết á, là mình đã chơi rất là nhiều lần với cái gương. Và đây, ngày hôm nay là chuẩn bị của mình đó chính là ba cây nhang này. Và ba cây nhang này thì không quẹt, các bạn phải đốt ba cây nhang nha. Rồi với lại cái cho tàn của nhang nha các bạn ơi. Ok, xong chưa xong chưa ông Sinh? Các bạn thấy đầu video là anh em của tụi mình đã có hiện tượng, xong rồi đâm ra là mình mới bấm mình quay liền cho các bạn luôn, nó mất công là không thấy được cái hiện tượng đó. Và cái gương này sẽ là cái cách để mà cho mình cùng với Trung nhỏ và Trung Sinh có thể thấy được Mummy Long Leg nha các bạn ơi. Rồi ok, thì bây giờ nè, hồi nữa là mỗi một người sẽ đứng trước cái gương nhưng mà không được nhìn vào gương, có nghĩa là phải nhắm mắt. Và cái cho của cái nhang này nè, cái cho của cái nhang này nè chét lên trên hai con mắt của mình. Bây giờ Trung nhỏ sẽ là người đầu tiên đi. Bây giờ đốt ba cây nhang này lên. Mỗi người cầm rồi cây không một người cầm ba cây luôn nha các bạn ơi. Rồi đốt ba cây nhang này lên. Mình nói thì hơi khó hiểu nhưng mà bây giờ mình làm nè sẽ thấy. Và mình nghe nói là cái nghi thức này sẽ khiến cho mình đi sang một cái thế giới khác và trong gương sẽ không thấy được mình luôn. Cái điều này là cái điều mà hở hơi ghê một chút, nhưng mà hở cái nghi thức này nó là vậy các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đặt camera đi, mình nghĩ là mình sẽ đặt camera ở đâu đó ngay đây nè, chứ tại vì cầm á các bạn ơi, cầm nó hơi khó chịu. Rồi và xong rồi sau đó là anh em của tụi mình sẽ di chuyển luôn. Ok, mình sẽ chỉnh camera rồi. Và đây chính là cái vị trí mà anh em của tụi mình sẽ bắt đầu. Các bạn biết đó, là đối với thế giới gương đó, là nó sẽ có hai cái chiều song song giữa âm và dương. Mà mình nói rất là nhiều ở video trước đó, là các bạn có thể ở bên cái vị trí dương này và các bạn có thể đi sang thế giới âm. Nhưng mà với rất là nhiều hình thức nha. Tại vì nếu mà các bạn xem video là mình đã dùng rất là nhiều hình thức để mà một là các bạn có thể đem chính bản thân mình đi qua bên cái gương đấy, mà trong một thời gian rất là ngắn đấy nha các bạn. Và chỉ có một mình các bạn, hoặc là các bạn biết đó là những cái hiện tượng mà camera thấy được á là người bình thường không thấy được. Nhưng mà nếu mà các bạn lấy cái gọi là cái năng lượng ở trong cái gương ra đó là các bạn sẽ thấy được nha, giống như camera luôn. Ok, Trung Sinh đây. Rồi bây giờ nè, bây giờ Trung Sinh chép lên mắt Trung nhỏ. Và bây giờ nè, Trung nhỏ khi mà chép mắt xong và em đứng trước cái gương này nè và em không được mở mắt nha. Đó, xong rồi em giơ cái nhang lên, xong rồi em kêu là Mummy Long Leg. Và mình nói cho các bạn biết nè, Mummy Long Leg khi nào chính là cái thời điểm mà anh em của tụi mình có thể thấy được Mummy Long Leg, đó chính là cái gương này nó sẽ xác định. Và mình thật ra là mình cũng đã chơi trước đây rồi, và lúc trước á là nó xác định bằng rất là nhiều hình thức nha các bạn. Đôi khi á là từ những cái gương này nè là nó sẽ hiện lên dòng chữ máu các bạn ơi. Và nó xác định là cái con Mummy Long Leg là nó sẽ xuất hiện. Và chút nữa mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok. Rồi, bây giờ Trung nhỏ sẽ là người chờ xả trước. Đó. Và mình nghe nói là cái nghi thức này sẽ khiến cho ba anh em của tụi mình sẽ bị mất cái bóng trong gương. Ok, bây giờ thử làm thử nha. Rồi. Nhưng mà mất bóng trong gương là mình phải mất ở trong bóng tối nha các bạn ơi. Chứ nếu, tại vì đa phần những cái nghi thức này mà các bạn để trời sáng quá, hoặc là nó các bạn biết đó là cái ánh sáng đó chính là cái năng lượng dương đó. Và cho nên là thường mà các bạn thấy những cái nghi thức hay là những cái gì đó là nó sẽ xuất hiện trong bóng tối nha. Rồi ok, chết chưa? Rồi ok, Trung nhỏ sẽ đưa trước mặt đây nè, đưa trước mặt đây nè. Rồi, ok. Mummy Long Leg. Ba lần. Mummy Long Leg. Rồi em đi vòng vòng cái gương 3 lần. Em đi vòng vòng cái gương 3 lần. Rồi. Và cái nghi thức này là nó khá là đơn giản, cho nên là ở anh em của tụi mình là gần như là ai cũng có thể sẽ thấy được Mummy Long Leg nha các bạn ơi. Ui em đá camera rồi. Ok. Không, lúc này mở mắt ra được rồi. Lúc này không phải nhắm mắt đâu. Lúc này mở mắt ra được rồi. Chỉ có là không nhắm mắt khi mà em đứng trước gương thôi. Rồi, hai lần rồi đúng không? Ừ. Rồi
Và mình mong là ngày hôm nay anh em của tụi mình có thể thấy được Mummy Long Legs bằng chính mắt mình. Rồi ok, dừng lại đi. Rồi tới trung sinh đi. Tới trung sinh. Ok, đi nhanh hơn một chút nha. Rồi. Và mình thông báo với các bạn là bây giờ mình sẽ ra video thường xuyên, và mình mong là các bạn sẽ nhớ like và đăng ký. Và video của anh em của tụi mình sẽ được đăng vào 7 giờ tối mỗi ngày nha. Và mình mong các bạn ủng hộ mình lại. Kênh trước của mình đã bị mất rồi, và mình mong là những bạn mà chưa biết về thông tin đó thì các bạn sẽ đăng ký lại cho mình. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, ok, chúng sinh. Mommy Long Legs. Mommy Long Legs. Đọc mấy lần rồi? 3 lần. Mình sẽ cất lại, cất con mèo đen này đi nha các bạn ơi. Mommy Long Legs. Mommy Long Legs. Mommy Long Legs. Anh có thể mở mắt được rồi, em đi 3 lần. Và mình mong là các bạn, có những bạn á, nếu mà các bạn mà chưa, kiểu như là các bạn để mà chơi một được một cái trò nghi thức á, là các bạn phải cần rất là nhiều yếu tố về năng lượng, về gọi là về cái năng lượng nè, xong rồi gọi là gì ta, gọi là yếu vía của các bạn á mới có thể chơi được nha. Với là các bạn phải thực sự đúng gì đó. Rồi ok, tới. Yeah. Okay. À. Rồi, anh chờ. Ok. Rồi. Mommy Long Legs. Mommy Long Legs. Mommy Long Legs. Ok. Đã xong bước thứ nhất nha các bạn ơi. Bây giờ sẽ đến bước thứ hai. Bước thứ hai của cái này á, đó chính là anh em của tụi mình sẽ đi ngược lại. Đi ngược lại. Không, quên, mình nhầm, không phải là đi ngược lại mà mình ý tức là nghĩa là mình đi lặp lại chứ không phải là đi ngược lại. Và các bạn hãy xem nhé. Ok, nhưng mà bây giờ là tắt đèn các bạn. Ok. Rồi. Và chúng ta sẽ dùng chính cây đèn pin này. Chúng ta sẽ dùng chính cây đèn pin này để mà chúng ta có thể tiếp tục đi lại. Rồi. Và cây đèn pin này mình sẽ không được cầm nha các bạn ơi, mà mình chỉ để ở một cái vị trí thôi. Đó chính là tại vì mình muốn cho các bạn xem là các bạn có thể thấy được mình ở trong ở trong camera, bởi vì họ hạn chế đèn mới có thể tắt cái đèn ở đó luôn. Rồi, ok. Chơi ở đây, không biết thấy không ta? Chú nhỏ thử cầm qua, Thấy không? Ok, thấy. Rồi, thấy đúng không? Chú nhỏ đi qua gương nữa. Thấy. Ừ. Không, khá tối. Nói chung là không, hạn chế đèn nhất có thể. Ok. Không được đâu, không sao cái đó được. Hạn chế đèn thôi. Rồi, ok. Chúng sinh. Tới đây. Và bây giờ nè, mỗi một người sẽ cầm ba cây nhang này và đi ngược lại giống như hồi nãy, và đi đúng thứ tự nha. Và cái đèn đây. Đi ngược vào. Ok. Nếu mà mình bật đèn kia rồi thì mình sẽ không sử dụng đèn này cũng được nha các bạn ơi. Rồi. Bây giờ chung nhỏ. Các bạn xem nè, mình nghĩ nó sẽ chuẩn bị xảy ra hiện tượng. Và mình đã chơi trò này gần trên 5 lần rồi các bạn ơi, và lần nào cũng thành công hết đó. Và chung sinh xem nè, bây giờ em biết là cái gì không? Rồi qua chơi. Cái bóng của chung nhỏ ở trong cái gương nó sẽ bị mất nha các bạn. Cái bóng ở trong chung nhỏ sẽ bị mất. Rồi đây nè, bây giờ các bạn xem nè. Bây giờ chung nhỏ thử tới gần cái gương thôi. Rồi, ok. Rồi nha, các bạn thấy rồi nha. Rồi, bây giờ chung nhỏ đi. Đi ngược lại. Ý là đi vòng giống như nãy á, đi 3 lần nha. Các bạn xem nè. Đó, lần 1 thấy đúng không các bạn? Lần 1 thấy các bạn ơi, lần 1 về lần 1 vẫn thấy. Đến lần 2. Lần 2 đúng không? Lần 2 vẫn thấy các bạn ơi. Lần 2 vẫn thấy.
Rồi, chung nhỏ còn một vòng nữa đúng không? Còn một vòng nữa, còn một vòng nữa. Ôi, 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 cái bóng chung nhỏ đâu? Thấy không, thấy không? À. Cái bóng của chung nhỏ mất tiêu luôn. Đi, 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 đi qua đây, đi qua đây đi. Đi qua đây đi. What the hell? Rồi, tới chung sinh, tới chung sinh, tới chung sinh đi. Vậy là lần thứ 3 nó hiệu nghiệm các bạn ơi. Để chung sinh đi thử xem nha. Mỗi người đi 3 lần nha các bạn ơi. Rồi chung sinh đi đi chung sinh. Đúng rồi, chung sinh đi đi. Ok, lần 1 chung sinh vẫn thấy nè chung sinh ơi. À. Nè, chung nhỏ coi à. Chung nhỏ coi à. Ủa ơi. Ê, em lần thứ 2 mất rồi chung sinh ơi. Em lần thứ 2 mất rồi. Đi tiếp đi, đến lần thứ 3 đi. Lần thứ 3 đi. Ôi. Mất tiêu luôn các bạn. Vãi chưởng. Ủa, mà mình chung nhỏ là lần thứ nhất và em là thứ 2. Rồi tới lượt anh. Ủa, em 2 lần luôn. Ừ, em 2 lần chắc luôn. Cho em yếu vía hơn chung nhỏ ấy. Đó, đó. Em yếu vía mà. Không, từ từ để anh xem nha. Nhiều khi cái này nè. Để anh nhìn thử xem nha. Ok. Nhìn thử xem nha. Ok. Rồi. Mất luôn không? Chưa, mất luôn chưa, không? Chưa. Ui. Ui. Hả? Anh lần 2 mất luôn. Lần 2 mất luôn hả? Ờ. Đúng rồi. Vãi chưởng vậy. Ê. Ê, lần này có nè. Ui, ui sao kỳ vậy? Anh bị mất lần 2 mà lần 3 anh có. Ok. Và bây giờ mình sẽ... Bây giờ đây đâu? Đâu rồi? Cái đèn nãy rồi. Ảo dữ hả? Cái đèn nãy rồi. Rồi, ok. Bây giờ cây đèn này. Bây giờ cây đèn này sẽ là... Nổi da gà rồi đấy. Ủa? Có anh lại không? Có anh lại không? Có anh lại đúng không? Có. Ok các bạn ơi. Và các bạn thấy không? Chính là cái lần mà những cái lần mất đó là đó chính là cái gương đó nó đấy lấy đi cái năng lượng để cho anh em của tụi mình hồi có thể thấy được Mommy Long Leg. Ok. Và các bạn xem nhé. Má ghê dữ. Hả? Ghê dữ. Ừ thì cái nghi thức này là nó như vậy mà. Cái nghi thức này là nó như vậy mà. Ôi, từ từ. Em thấy lạnh. Ủa, trong cái gương. Ôi, các bạn nhìn các bạn ơi. Trong cái gương nó hiện lên cái chữ Mommy Long Leg đó, các bạn thấy không? Ừ, ghê quá. Đó, đây chính là cái dòng chữ mà hồi đó anh em của tụi mình thấy là nó là cái dòng chữ máu các bạn ơi. Đó. Nó tới rồi. Ừ, từ từ, nó hiện lên. Từ từ, nó mất đi. Đây chính là cái xác nhận mà anh em của tụi mình có thể xem được Mommy Long Leg nha các bạn ơi. Ok, bây giờ chính là lúc anh em của tụi mình sẽ đi săn Mommy Long Leg. Bây giờ là mình sẽ đi đặt camera và anh em của tụi mình sẽ ở đó xem luôn nha. Và mình phải canh rất là lâu nha các bạn ơi. Và tại vì hiện tại bây giờ là mới chỉ có 2:30 thôi. Cho nên là mình nghĩ á, mà để hiệu nghiệm nữa là chắc phải. Ờ, ok, bây giờ anh em của tụi mình sẽ sao mà thức tới sáng được. Sẽ đi canh luôn các bạn ơi. Đi bật đèn lên, bật đèn lên. Bây giờ nhang. Nhang bây giờ tắt đi được rồi đó. Nhang giờ tắt đi được rồi đó. Ok, tắt nhang. Đây chính là cái hiện tượng mà để cho anh em của tụi mình sẽ thấy nha các bạn ơi. Ghê dữ trời. Đi. Hồi nãy á trời mưa hơi bị lớn và mình nghĩ rằng á cái trời mưa này nó sẽ khiến cho cái âm khí nó sẽ tăng lên và anh em của tụi mình tỷ lệ họ sẽ quay được Mommy Long Leg các bạn ơi. Ok. Đi. Sao bốn cái nhà nó giờ đâu rồi? Rửa mặt đi. Rồi, ok, giờ mình đi luôn các bạn. Ghê, em vẫn lạnh quá. Tối ai canh với em không canh mình đâu. Thì thay phiên nhau canh. Em với chung nhỏ một ca, anh một ca. Ok. Đi.
thì bây giờ mình phải canh thêm một tiếng nữa mấy bạn ơi. Nãy chúng nhỏ với bảo kêu canh, mình bây giờ đi mục tiêu canh thêm một tiếng. Ok thì bây giờ mình đặt camera